Nhà vườn Minh Khôi xin chào các bác trên mọi miền Tổ quốc ạ. Nhà vườn Minh Khôi hôm nay review cái lô đại đỏ, đại vàng, đại trắng nhé. Loại nào cũng có nhé, bác mua loại nào thì alo cho em số trên hình, em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Minh Khôi ạ, địa chỉ là khu 31 ha trấn Như Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Ngoài đại ra thì em còn rất nhiều cái công trình, cây cảnh quan, cây gì em có. Các bác mua size nào cũng có, từ nhỏ đến to nhé. Các bác mua cây gì thì điện cho em số trên hình, em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Minh Khôi ạ, địa chỉ khu 1 hectare trấn Như Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài đại ra thì em còn rất nhiều cây bóng mát khác ạ. Các bác mua cây gì thì alo cho em ạ. Đại đỏ, đại trắng, đại vàng em đều có ấy. Các bác mua cây gì thì cứ alo cho em nhé. Bên em nói không với hàng kém chất lượng ạ. Size của em thì từ nhỏ đến to đều có ạ. Các bác mua size gì em có ạ. Các bác mua cây gì thì alo cho em số trên màn hình, em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Minh Khôi ạ, địa chỉ khu 31 hectare trấn Như Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài đại ra thì em còn rất nhiều cây bóng mát khác ạ. Các bác mua cây gì cũng có ạ. Cái dáng hương rồi các loại cây bóng mát em đều có ạ. Các bác mua thì alo cho em số trên mình ạ. Em tên là Mạnh ạ, nhà vườn Minh Khôi ạ, địa chỉ khu 31 hectare trấn Như Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài đại ra thì em còn rất nhiều cây bóng mát, cây cảnh quan ạ. Cây gì em có ạ. Các bác mua cây gì thì alo cho em nhé. Cho nên em nói không với hàng kém chất lượng nhé. Các bác mua lớn thì em có hợp đồng hóa đơn chứng từ đỏ nhé, có công ty nhé, nên các bác yên tâm về giấy tờ thủ tục pháp lý ạ. Bên em nói không với hàng kém chất lượng, bán cây dâm ủ đảo, dâm ủ đảo rồi nhé, có đủ các loại cây ạ, xem từ to đến nhỏ nhé các bác nhé. Ngoài đại ra thì em còn rất nhiều các cây bóng mát khác ạ. Các bác mua cây gì thì alo cho em ạ. Bên em nói không với hàng kém chất lượng ạ. Em bán cây nào đi đi đúng cây ý ạ. Đây là đại hoa đỏ và đại hoa vàng, các loại đại nhé. Đại là một những cây trồng khuôn viên tâm linh nhà thờ chùa chiền nhé, và cảnh quan của biệt thự nhé. Các bác mua loại nào thì cứ alo cho em ạ. Số trên màn hình, em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Minh Khôi ạ, địa chỉ khu 31 hectare trấn Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài đại ra thì em còn rất nhiều cây công trình, cây bóng mát, cây cảnh quan ạ. Các bác mua cây gì thì cứ alo cho em ạ. Các bác không được đến vườn được thì em ship nhé. Bên em nói không với hàng kém chất lượng nha các bác nhé. Cây đã đôn đảo ủ bảo hành nhé các bác nhé. Ngoài đại ra thì em còn rất nhiều cây công trình khác ạ. Cây gì em có ạ. Các bác mua cây gì thì alo cho em ạ. Các bác nhớ đăng ký kênh và like cho em để kênh của em ngày càng phát triển, mang những giống mới cho bà con và các cây công trình cảnh quan đẹp ạ. Và cách nhận biết của những cây trồng có chất lượng cao và cách chăm sóc ạ. Bên em tư vấn miễn phí nhé. Các bác đăng ký kênh không phải mất tiền đâu ạ. Và xem những video của em phát thường ngày để cách nhận biết về cây công trình, cây cảnh quan và các loại cây giống, cây ăn quả để nhớ phải mua nhầm giống đẻo nhé. Và các loại cây bóng mát ạ. Dạng nhận dạng các cây bóng mát, cây công trình, cây cảnh quan ạ. Các bác mua thì cứ alo cho em tư vấn ạ. Bên em thì đủ các loại size từ nhỏ đến to ạ. Em xin chào và hẹn lại các bác video tiếp theo ạ. Ngoài đại ra thì em còn rất nhiều cây công trình, cây bóng mát, cây cảnh quan ạ. Cây gì em có, các bác mua cây gì thì alo cho em xuống trên hình nhé. Em tên là Mạnh, nhà vườn Minh Khôi ạ. Địa chỉ khu 31 hectare trấn Như Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài đại ra thì em còn rất nhiều cây bóng mát, cây cảnh quan, cây công trình ạ. Các bác mua cây gì thì alo cho em ạ. Bên em nói không với hàng kém chất lượng nhé. Bên em bán cây hàng đôn đảo nhé, bảo hành nhé. Các bác mua thì cứ alo cho em số trên màn hình ạ. Em tên là Mạnh ạ.
Nhà vườn Minh Khôi ạ, địa chỉ khu 31 ha ở trấn Đức Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Các bác không đến được vườn ạ, em ship ạ. Bên em thì có đủ loại đại nhé, đại hoa vàng, đại hoa trắng và đại đỏ nhé. Các bác mua đại gì thì cứ alo cho em ạ. Bên em thì có đủ sen từ nhỏ đến to. Ngoài đại ra thì em còn rất nhiều cây bóng mát, cây công trình, cây cảnh quan ạ. Các bác mua cây gì thì cứ alo cho em ạ. Em tên là Mạnh ạ, nhà vườn Minh Khôi ạ, địa chỉ khu 31 ha trấn Đức Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài đại ra thì em còn rất nhiều cây bóng mát, cây cảnh quan khác ạ. Các bác mua cây gì thì alo cho em nhé. Thế nên em nói không với hàng kém chất lượng ạ. Ngoài đại ra thì bên em có đủ cây bóng mát ạ. Cây gì em có nhé các bác nhé. Các bác mua cây gì thì alo cho em ạ. Bên em nói không với hàng kém chất lượng các bác nhé. Đại hoa vàng, đại hoa trắng, đại hoa đỏ em đều có, rồi trắng vàng ấy, đều có. Các bác mua loại nào thì alo cho em số trên hình. Em tên là Mạnh ạ, nhà vườn Minh Khôi, địa chỉ khu 31 ha trấn Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài đại ra thì em còn rất nhiều cây bóng mát, cây công trình, cây cảnh quan ạ. Các bác mua cái gì thì alo cho em ạ.